Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Lời hứa của Mạnh Quỳnh trước lúc cố ca sĩ Phi Nhung qua đời. Nhận quen Đi Phạm làm con ruột. Người hâm mộ không khỏi xúc động khi biết Mạnh Quỳnh từng hứa với Phi Nhung sẽ công khai quen Đi Phạm là con ruột khi cố ca sĩ còn sống. Dù đã gần một tháng kể từ khi Phi Nhung qua đời, song những thông tin về cố nghệ sĩ vẫn được người hâm mộ quan tâm. Có lẽ vì họ vẫn tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài năng. Nhớ lại thời điểm Phi Nhung công khai con ruột, người hâm mộ không khỏi xót xa khi nhận ra lời hứa năm ấy của Wendy với mẹ vẫn chưa kịp thực hiện. Trước đây, Phi Nhung đã tự hào khoe với công chúng vì thành quả ngọt ngào của con gái ruột. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ, mẹ cảm ơn tình yêu to lớn của đời mẹ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ, mẹ cảm ơn tình yêu to lớn nhất đời của mẹ. Chúc mừng con gái của mẹ đã hoàn thành xong những ước mơ của mẹ hằng mong mỏi. Giờ con hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sau này để phụ mẹ lo cho các em của con nhé. Còn một lời hứa với mẹ là về Việt Nam thăm khám bệnh cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Từ giờ phút này, mẹ con mình bắt đầu thực hiện ước mơ này nha con. Phi Nhung rất tự hào về con gái, cố ca sĩ chia sẻ. Thật sự nằm mơ cũng không nghĩ con mình được như vậy. Nhưng sẽ hứa với bà con, hai mẹ con sẽ sống bằng tấm lòng chân thật với bà con hải ngoại và trong nước. Mong bà con ủng hộ hai mẹ con em nhé. Thông qua tiết lộ của Phi Nhung, con gái cô từng hứa sẽ trở về Việt Nam để khám bệnh cho bà con vùng sâu vùng xa. Chỉ tiếc rằng lời hứa ấy đã không kịp thực hiện thì Phi Nhung đã qua đời, để lại nỗi đau vô cùng lớn đối với Wendy Phạm. Được biết, Wendy Phạm sẽ thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của Phi Nhung, bao gồm chuyện mang hài cốt của mẹ về Việt Nam trước khi rải xuống biển và mở lớp Việt ngữ tại Mỹ. Ngoài ra, con gái Phi Nhung chia sẻ sẽ thay mẹ lo lắng cho hai ba người em nuôi tại Việt Nam và tiếp tục hành trình thiện nguyện còn dang dở của nữ ca sĩ. Khi ấy có lẽ Wendy sẽ có cơ hội thực hiện lời hứa năm xưa với mẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!